Hello quý anh chị, mình đã trở lại với kênh Nhà Đất bên em nha. Thì trong video clip ngày hôm nay em Dư sẽ cập nhật lại một cái dãy nhà chính căn của em nha quý anh chị. Nó đang dần hoàn thiện nha. Thì hiện nay thì hoàn thiện thì quý anh chị mình thấy đó, cơ bản là gần xong hết rồi. Thì ngày hôm nay em Dư sẽ chọn ra căn số 2 sẽ review cho quý anh chị mình xem trước nha. Đó, và đặc biệt thì ở đây thì quý anh chị mình thấy đó, khu vực dân cư hiện hữu đông đúc hết rồi. Đó thì mỗi căn thì mọi thiết kế khác nhau, thì quý anh chị mình có thể xuống xem và chọn lựa được những cái mẫu mà mình ưng ý nhất nha. Đó thì ở đây thì em xây trước là 6 căn quý anh chị, và bên kia thì còn 3 nền trống á. Thì quý anh chị nào mình xuống có thể mua, có thể thiết kế theo yêu cầu của mình luôn nha. Còn không thì mình có thể chọn được những cái mẫu mã ở đây thì em Dư xây sẵn nha quý anh chị. Thì diện tích căn nhà của mình ngày hôm nay á, là ngang 4,5m nha, chiều sâu là 25m. Công năng của mình ngày hôm nay là gồm 3 phòng ngủ nha và 3 nhà vệ sinh luôn. Có một khoảng không gian phòng thờ nữa nha quý anh chị. Phòng khách, phòng bếp, sân trước, sân sau luôn, rất là rộng rãi nha. Nhà thì rất là đẹp luôn. Và vị trí là nằm ngay trục đường Đinh Đức Thiện nha. Từ chợ Bình Chánh mình di chuyển vào nhà khoảng tầm 4 cây nha quý anh chị. Đó, nhà mình thì đây thì ra chợ khu công nghiệp Cầu Tràm mình rất là gần nha, khoảng tầm 500m thôi. Đầy đủ tiện ích hết luôn. Và đường phía trước nhà của mình nó là đường ô tô nha quý anh chị. Ở đường này cơ bản đường xe hơi luôn. Sắp tới xây xong á thì em Dư sẽ trải nhựa đầy đủ hết cho quý anh chị mình nha, sạch sẽ luôn. Đó, đường thì có cống thoát nước đầy đủ hết nha. Rồi thì không để quý anh chị mình chờ lâu nữa thì em Dư mời quý anh chị mình vô tham quan cái căn nhà ngày hôm nay nè. Thì ở đây á thì trước khi bước vào nhà mình á, em có trang bị cho mình lớp cửa cổng nha quý anh chị. Cửa sắt hợp cho mình nè. Ồ, bốn cánh có cắt CNC chạm khách nhìn rất là đẹp nha. Ồ, phía trên có vòm mái, có đèn trang trí cho mình luôn. Đó, ở đây á thì em Dư xin đồng hồ điện riêng, nước riêng hết rồi nha quý anh chị. Đó, tất cả đều là nước hết luôn. Mặt dựng thì quý anh chị mình nhìn ngắm đó, rất là đẹp nha. Phía trên thì có ốp PVC cho mình, nhìn rất là sang trọng luôn. Khu vực sân trước này nè quý anh chị rất là rộng nha. Thì về đây quý anh chị mình thay đầu được chiếc ô tô từ 4 chỗ đến 7 chỗ nha. Đó, dưới nền thì ốp gạch sạch sẽ hết cho mình rồi. Bên đây á thì sắp tới thì em Dư sẽ trồng thêm cây tiêu cảnh cho quý anh chị mình nha. Ở bên phải bên khu vực này thích hợp vậy quý anh chị làm thêm mái che nha. Ở mình che mưa che nắng nha. Bước vào phía bên trong nhà đây á thì em có trang bị cho mình thêm lớp cửa nha quý anh chị. Ồ, sắc hợp cho mình, bốn cánh, sơn tĩnh điện chống reset và kèm kính trong nha. Kính 12 ly cho mình, chống va đập cực kỳ tốt luôn. Ờ, về đây quý anh chị làm thêm bộ vàng ở mình tăng riêng tư. Tiến vào phía bên trong đây á sẽ là khoảng khu vực phòng khách nha quý anh chị, rất là rộng luôn. Đây thì em Dư có trang trí setup ốp PVC cho mình nè. Ở giả đá nha và giả gỗ, có những cái đường chỉ vàng đây nhìn rất là nổi bật nha. Bên đây thì thích hợp dán tranh 3D cho mình nè. Ở một bức tranh thiên nhiên này nha quý anh chị. Ở nhìn rất là đẹp luôn, có sông nước núi nè, nhìn rất là chiều nha. Phía trên trần á là trần thạch cao dược hợp nha, đi với hệ thống đèn lon led luôn. Chính giữa thì có một cái đèn pha lê cho mình, thích hợp vậy đây quý anh chị mình để bộ sofa nè. Bên đây dàn tivi âm thanh. Ở trên cầu thang thì có kệ tủ cho mình nha quý anh chị, kệ tủ trưng bày. Ở tủ rượu thì đây quý anh chị mình thấy trưng rượu bia đây cũng rất là phù hợp nha. Tiếp đến đây á sẽ là khu vực cầu thang quý anh chị. Cầu thang đây á sẽ đi tay vịn bằng gỗ cho mình nè, và đi chung với kính cường lực luôn, có chạm khắc chữ Phúc Ông Thọ nha. Ở nhìn rất là đẹp luôn nha. Tiếp đến đây sẽ là bậc tam cấp nè, cũng có kệ tủ cho mình nha quý anh chị. Ở ốp PVC nè, ở cao lên tới khu vực cầu thang nha, nhìn rất là sang trọng luôn. Gạch chân tường á thì em lay em Dư dán rất là gọn anh quý vị, dán liền cho quý anh chị mình dễ lau chùi luôn nè. Ốp lên cho mình cao 1,5m luôn nha. Kế bên đây á sẽ là khu vực phòng bếp nè anh chị. Bếp ở đây á thì quý anh chị mình thấy đó, có gắn cho mình là bếp trên bếp dưới nè. Sắp tới ở đây sẽ mặt bếp đây thì em Dư có chén gương nha quý anh chị, gắn thêm gương ở đây và gắn thêm đèn led cho quý anh chị mình luôn. Ở có bồn là bồn inox 304 cho mình chống reset luôn nha. Đây quý anh chị mình để bồn bộ bàn ăn từ 4 đến 8 người ở đây rất là phù hợp luôn. Ở phía trên có đèn chùm cho mình, ở trần thì rất là đẹp nha. Và căn nhà này của mình ngày hôm nay là sổ hồng riêng thì tài chính quý anh chị mình khoảng tầm 1 tỷ thôi nha, là mình có thể sở hữu ngay căn nhà ngày hôm nay luôn. Ở rất là tuyệt vời. Và có phòng ngủ với tầng trệt luôn nè quý anh chị, dành cho ông bà nè, cô bác anh chị lớn tuổi nha, không gian rất là rộng luôn. Tiếp đến đây sẽ là khu vực sân sau nha anh chị. Sân sau đây á thì chùa rất là rộng nha, cho quý anh chị mình về có thể phơi đồ nè. Ở trồng cây ở đây có giò nước sẵn luôn. Ở, rất là tuyệt vời, và kèm là toilet luôn phía cuối nhà cho mình, đầy đủ hết trang thiết bị nha. Ở gạch cao sạch sẽ luôn. Và căn nhà của mình ngày hôm nay với mức giá tổng á, là 2.500.000.000 nha quý anh chị. Ở sổ hồng riêng có hỗ trợ vay thì anh chị mình tài chính khoảng tầm 800 đến 1 tỷ thôi nha, là mình có thể sở hữu ngay căn nhà ngày hôm nay luôn. Đặc biệt nhà mình là sổ hồng riêng đã hoàn công rồi luôn nha quý anh chị. Ở khu vực thì dân cư hiện hữu đông đúc hết rồi. Thì anh chị nào mình xem clip này á, nếu mà thấy căn nhà này phù hợp với gia đình của mình nè, ở số thành viên của người ở thì cứ liên hệ với em nha. Số điện thoại để em Dư để trên góc trái màn hình nha. Qua đây á thì em xây 9 căn nha quý anh chị, thì mỗi căn thì mình có thiết kế khác nhau. Ở thì quý anh chị nào mình xuống xem á thì cái mẫu nào thì mình chọn mẫu đó nha. Còn không thì em Dư vẫn có đất trống để xây theo yêu cầu của quý anh chị mình luôn. Đó thì từ đây mình ra chợ khu nghiệp rất là gần quý anh chị, khoảng tầm 500m hết nha, đầy đủ tiện ích hết luôn. Rồi thì quý anh chị nào mình quan tâm thì cứ liên hệ với em, rồi mời mọi người tiếp tục lên trên tham quan. Và đây là trên tầng 1 mình nha quý anh chị. Ở khu vực cầu thang thì quý anh chị thấy đó, có ốp PVC nè, rồi cầu thang thì tay vịn bằng gỗ cho mình nha, và đi kèm kính cường lực luôn. Khu vực cầu thang có đèn trang trí cho mình. Ở khu vực cầu thang rất là rộng rãi luôn. Trên tầng 1 mình á sẽ bao gồm là hai phòng ngủ nha quý anh chị và hai nhà vệ sinh.
và thích hợp sẽ có thêm một khoảng không gian phòng thờ ở đây nữa nha. Ở đây thì quý anh chị mình có thể làm khu vực phòng thờ cúng ông bà tổ tiên gia đình mình nha. Còn không thì quý anh chị mình để làm phòng đọc sách và phòng ngủ, đây cũng rất là rộng rãi luôn. Ở phía trên trần là bi dược hợp cho quý anh chị mình, trần thạch cao nha quý anh chị. Ở một cái hệ thống trần rất là đẹp nha, trên giữa thì có đèn chùm cho mình, khu vực rất là rộng nha. Tiếp theo thì như mời quý anh chị mình tham quan tiếp căn phòng ngủ thứ nhất nè. Đây một căn phòng rất là rộng rãi luôn nha. Wow, đây thì quý anh chị mình để giường tủ quần áo rất là thoải mái nha. Đó, đèn đốm CB máy lạnh đầy đủ hết cho mình. Phía trên trần cũng là trần thạch cao nha. Nhà vệ sinh á thì khép kín trong phòng ngủ mình luôn nè quý anh chị. Đó, cửa phòng là đi ra cửa nhôm luôn nha. Đó, ở bậc cầu sạch sẽ, một căn phòng nhà vệ sinh rất là rộng nha. Phía ngoài đây á sẽ là khoảng khu vực sân sau luôn nha quý anh chị. Ở đây thì quý anh chị mình có thể phơi đồ nè. Đó, không mang không gió rất là tuyệt vời luôn. Hành lang đi rất là rộng rãi nha. Căn nhà này thì rất là đẹp nha quý anh chị, phù hợp cho anh chị mình gia đình ở từ 8 đến 10 người nha, rất là thoải mái luôn. Chỉ với 1 tỷ thôi nha là quý anh chị mình có thể sở hữu ngay căn nhà ngày hôm nay luôn. Ngân hàng thì hỗ trợ cho mình vay đến 50 đến 70% giá trị căn nhà luôn nha quý anh chị, rất là tuyệt vời. Ở phòng master của mình nè thì có nhà vệ sinh khép kín luôn. Ở nhà vệ sinh thì rất là rộng rãi, ốp gạch cao sạch sẽ nha quý anh chị. Ở đây thì quý anh chị mình làm phòng ngủ rất là thoải mái nha. Ở phía ngoài đây là ban công nè. Ở ban công thì đây thêm dự đổ suốt cho mình. Tay vịn sẽ bằng inox nha và đi kèm với kính cường lực luôn. Ở khu dân cư thì hiện hữu đông đúc hết rồi. Căn nhà ngày hôm nay thì em xin nhắc lại nha, diện tích là ngang 4,5m nha, chiều sâu là 25m. Công năng căn nhà của mình ngày hôm nay là gồm 3 phòng ngủ nha quý anh chị và 3 nhà vệ sinh luôn. Có phòng khoảng không gian phòng thờ nữa nha. Ở có sân trước đậu được ô tô nè, sân sau giếng trời luôn. Và đặc biệt căn nhà này thì đang hoàn trong quá trình hoàn thiện nha quý anh chị. Ở khoảng 90% rồi, bây giờ chỉ còn dọn dẹp vệ sinh và đi thiết bị điện là xong nha. Thì vị trí căn nhà của mình ngày hôm nay là nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện quý anh chị, từ chợ Bình Chánh mình di chuyển qua nhà khoảng tầm 4 cây nha. Và từ đây mình ra chợ khu nghiệp rất là gần quý anh chị, khoảng tầm 500 mét thôi. Với mức giá tổng căn nhà này chỉ có 2.500.000.000 quý anh chị, sổ hồng riêng, đặc biệt là đã hoàn công rồi luôn nha. Thì giá này thì em như thấy rất là rẻ cho so với khu vực đây nha quý anh chị. Thì anh chị nào mình quan tâm căn nhà này thì cứ mạnh dạn liên hệ với em. Và ở đây thì em có 9 căn nha quý anh chị và đang hoàn thiện khoảng 6 căn thì còn 3 nền trống thì quý anh chị nào mình xuống xem thì có thể mua đất thì em như xây dựng theo cầu luôn, còn không thì có thể chọn lựa những cái mẫu nhà thì em như đã xây sẵn nha. Rồi thì trên màn hình thì có liên hệ với để số điện thoại đó, thì quý anh chị nào mình quan tâm thì cứ liên hệ với em. Cuối đây thì em như xin chúc quý anh chị mình xem clip vui vẻ nè và sớm tìm cho mình được những căn nhà mình mong muốn nha. Hẹn quý anh chị mình ở những video sau ạ.